con đứa mẹ tự này. Là ông cũng bán rẻ cho mình. Ôi, không, không ấy là anh là chồng em. Hai giờ nghỉ cái này đấy. Là quyền của tao nhá. Thôi rách tí rồi. Thăm anh thôi, tôi thăm anh thôi, không lên hay không. Nhà trước con làm ăn nào? Vâng, con thì làm ăn cũng bình thường mà, vẫn được, vẫn ổn ổn như vậy ạ. Lâu lâu con không về, lần này con về con thấy nhà mẹ yếu hơn ấy, tay gầy đi một tí thì phải. Tay hơi gầy. Già lắm rồi. Mẹ cố gắng ăn uống nhá, ăn uống giữ sức khỏe. Mẹ con ở xa thì thưa thoảng về được một chút thôi, cũng không ở được thường xuyên. Còn cũng bận công việc với gia đình ấy. Thì bà để bà ăn. Ăn lúc nào cũng được. Sao mày không để mà ăn? Con á, bà cứ ăn đi, con khác mua hay khác.
Đi. Vâng, vâng, bán đi ạ, con mời bà. Này, bánh mềm ngon mà. Bánh này dễ ăn mà nó ngọt. Bánh này là bánh trứng, nó mềm. Vâng. Nên là nó dễ ăn. Tao, mua ra. Thế con mời mẹ nhé. Mẹ ơi, có bác đâu hết rồi? Bác chị làm hết rồi. Vâng, chắc là vụ mùa nên là làm hết nhỉ? Ừ. Bớt lắm. Vâng. Ngô nhiều như mẹ nhỉ? Ừ. Hôm nay được nhiều đúng mùa. Ừ. Các bác làm được nhiều rồi đấy. Được. Cái này và cái này được mấy thửa ạ? Được một khoảng tấn đấy. Ồ nhiều nhỉ? À. Tấn thì chắc năm nay được mùa. Ừ. Vâng. Em đi. Mẹ ơi. Con có một chút tiền. Ôi, con muốn mẹ. Mày đã mua quà cho bà rồi thấy. Đây con đứa mẹ từng này. Nhiều đấy, con đứa mẹ. Con mẹ cứ cầm lấy. Đây con có, đây con còn tiền đây này. Con mẹ cầm đấy, mẹ cầm đấy, mẹ cầm đấy. Mày mua quà rồi. Thôi được rồi, một tí nữa. Mẹ cứ cầm đấy, mẹ cầm lấy chi tiêu đặt vặt. Con có tiền đây rồi. Không, con cho bà nhiều thế. Vâng, có chút thôi mà. Có nhiều nhận gì đâu ạ. À. Mẹ cắt tiền đi. Em cắt tiền. Vâng, đây. Chè xanh này lấy ở quanh vườn mình thôi nhỉ. Mày không về, giờ mày về mày ở đi chơi với tao chỗ không được à? Nhưng mẹ không phải lo, lần này là con sẽ thu xếp việc là sang thường xuyên, con sẽ ngủ ở đây mấy hôm cơ nhá. Chồng mày đâu? Chồng con đó bà. Ừ. Chồng con thì anh đi làm ăn xa. Thế à? Vâng, lâu lâu cũng phải về đâu, cũng chẳng hay viết thư gì. Ừ. Mẹ có tuổi rồi, mẹ cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe nhá. Ừ. Con ở xa thì thư phạm con mới đến được, nên là mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Con đi về đấy. Con đi về. Lúc nào mà có thời gian thì là con phụ trách công việc thì con lại đến đây thăm mẹ nhé. Thế mẹ không ngủ tạm tối à? Thôi để khi khác. Thế nhé mẹ nhé. Để giữ sức khỏe nhé. Vâng, ừ. Con đi về đây. Này. Ơ, anh. Ơ, em. Ừ. Anh đi về cái nhà cũ có thấy đâu. Nhưng mà anh đi về, anh đi lúc nào, anh về lúc nào em cũng có biết đâu. Thôi ngồi mẹ xuống đây đi. Xuống đây. Bây giờ anh đi xong anh về em cũng có biết đâu, anh không biết thư với chiếc bì gửi về thì em không biết làm mà em chờ anh cả. Chủ người ta đòi đất. Đòi đất thì họ đuổi đi thì em không biết làm nào, em đi mà bây giờ anh không gửi thư về thì em không biết được nào mà em chờ anh cả nên em vẫn phải người ta đòi lại phải đi thôi. Thế em đi lâu chưa? Thì cũng đi được một thời gian rồi, tại vì là em cũng chờ thư anh không có, không thấy thư cả. Thôi bây giờ anh về rồi thì thôi không đi làm ăn xa nữa. Anh đi làm ở chỗ đấy nó điện thoại cũng không có, xong là đường xá xa xôi toàn đi bộ ấy. Thế bây giờ em ở đâu? Em thì đấy cái hôm ấy họ đuổi đi vậy thì em đi. Đi thì em cũng gặp, may cũng gặp được một người tốt. Em đi tìm cây vầu, em khắc tự dựng nhà thì gặp được anh ấy, anh giúp đỡ. Thì cũng dựng tạm một cái lúc đầu bên chỗ đồi bên kia. Thế anh về được mấy hôm rồi?
anh về cũng được 3-4 hôm rồi, xong là anh đi tìm em cũng không thấy ở đâu cả. Đấy. Xong tìm thế anh ở đâu? Bây giờ đúng anh mua thế may thế nào anh vào xin nước gặp cái ông kia, thế anh mua cái nhà của ông ấy. May ông ấy thương tình, thế là ông cũng bán rẻ cho mình, đưa mình vào cái hoàn cảnh, thế là ông cũng bán rẻ cho, bảo là em cũng không có chỗ ở, thế may ông nào đất ông rộng được mấy nghìn mét vuông, thế ông bán rẻ cho 3 triệu thôi. Thế ông bán nào xong, thế anh ở được từ hôm đấy giờ là mấy hôm rồi? Được 2-3 hôm rồi. Anh thế nào hôm ấy vào xin nước, thế là may thế nào lanh quanh thế nào, coi như là gặp được cái ông tốt, ông bỏ không cái nhà, thế là ông bán cho. Con nó có 3 triệu bạc thôi, anh dọn thành trẻ rồi. À, hôm nay thì là em lâu lắm rồi không về ngoại thăm ngoại, thì em bảo là hôm nay đi về thăm ngoại, thì em đi qua lối này thì nhìn thấy anh. Từ hôm anh đi đấy em có khỏe không? Con đâu rồi? Sức khỏe em thì mấy hôm cũng bị ốm, còn con thì bị thất lạc ấy. Thế thất lạc lâu chưa? Thì anh đi một thời gian thì em đi lấy quả, con bị thất lạc. Buồn lắm, thấy anh thì đi làm xa, xong mà ở nhà thì cũng vất vả, mà con thì là bị ấy, thì thất lạc như thế. Thôi em đừng buồn nữa, anh cũng mải làm ăn quá, xong rồi bây giờ nó xảy ra coi như là nó mới như thế thôi. Thế bây giờ anh về rồi thôi, ở nhà thì cùng nhau làm ở nhà mình. Thế anh mua nhà khu nào? Anh mua ở gần trên này thôi, ngay ở trên này thôi, cách đây khoảng một đoạn thôi. Thế bây giờ anh đưa em về nhé, về cái chỗ ở mình mới mua nhé, anh mới mua ấy nhé. Đất đai, chuồng lợn, rồi là để cả đất đai rộng, chuồng mông đấy. Đấy. Từ kia, thì cái mỏng đá kia, thằng vắt sang bên này, thoải mái rộng. Nhà đây, đầy đủ chỗ gọi là tương đối đầy đủ chứ. Anh mới về chưa sắm được gì. Đây là chú gói nhỉ? Nấu ăn luôn chứ này. Đấy, nấu ăn luôn ở chỗ không thấy đâu. Chưa làm được bếp, anh cũng mới được cũng về được mấy ngày thôi mà. Thế dọn dẹp một tí thôi, giường chiếu chưa có. Để nhà cửa sang đây, nhà cái con máy. Đây ngồi đây. Nóng quá. Nhiều về hơn đấy. Vâng, đấy, nếu nó ăn sẽ ốm hoặc là ngày đi nhiều. Anh đi làm xa, lúc là về lỗ ra cái hoàn cảnh gia đình của mình cũng cái lốt này phần một phần là cho anh mải làm ăn quá, lốt là do anh thời gian em anh về rồi, nên là hai vợ chồng mình xây dựng lại cuộc sống mới. Em ở với người rừng ấy thì anh bây giờ đâu rồi? Còn anh người rừng ấy thì anh là người rất là tốt, anh ấy thường xuyên đi qua đi lại thì gọi là anh em giúp đỡ nhau thôi. Anh ấy đi qua bất chợt anh ấy gặp thấy em thì anh ấy hộ, anh ấy cũng tốt, anh ấy lên rừng đấy lấy lá thuốc về đun sắt em uống. Cũng thì em cũng đỡ rất là nhiều. Thôi mình về bây giờ là mình cũng nhau làm ăn. Thì anh cũng phải cùng em mà đi cảm ơn anh nghỉ rừng. Tại vì bây giờ thì ở lúc anh với lại đi qua thôi, thế em cũng đi tìm đi. Thì bây giờ còn sớm tuổi thì anh cũng cho đi luôn được không? Ừ, thôi em nói như thế cũng hợp tình hợp lý. Đấy. Trong thời gian anh đi làm ăn xa, thế thì em cũng gặp hoạn nạn. Thế nhưng thì người ta giúp đỡ thế. Mình cũng nên đi cảm ơn người ta, sống có trước có sau một tí. Anh Nghỉ Rừng anh là người rất là tốt, anh cũng chỉ có giúp đỡ em thôi, giúp đỡ mình lúc khó khăn hoạn nạn thôi. Thôi mình vợ chồng mình nên đi sang cảm ơn người ta. Gặp nhau rồi anh vui lắm. Vâng, thì đấy, bây giờ mình về rồi thì vợ chồng ở nhau thì lúc nào cũng cảm thấy nó hạnh phúc. Thì anh ơi, trời còn sớm này mình xong kia luôn một tí nhỉ? Đi xin đi, xin cảm ơn người ta.
đứng đây, em bảo này. Em bảo đứng im đây, đứng im đây, đứng im đây. Em bảo cứ sợ. Em bảo ra đây. Ra đây không sợ gì cả. Sợ em bảo này. Anh đánh là chồng của em. Thôi là chồng cô này thôi mà. Không sợ đâu. Chồng cô này thôi mà. Anh đánh là người tốt anh ạ, không sợ đâu. Không sợ đâu. Anh ạ, không sợ đâu. Không lo một tí nào cả. Nhá. Không, tôi là chồng cô này thôi, không sợ đâu. Không sợ đâu. Nhá, không sợ đâu. Không sợ đâu. Không có gì sợ đâu mà. Anh là người tốt mà. Anh tôi đến đây cảm ơn anh thôi. Anh là người tốt đâu, không sợ đâu. Tôi vợ chồng tôi đến đây là cảm ơn anh thôi, chứ tôi không đánh gì anh đâu. Anh đừng sợ nhá. Em bảo này, không phải sợ nữa nhá. Anh là người tốt, anh là chồng em, anh là người tốt. Trong thời gian anh đi vắng anh nhà anh giúp em thì hôm nay anh lên cảm ơn thôi, nên anh không phải lo nhá. Không sợ nữa đâu. Quay em đây không sợ nữa nhá. Đừng sợ. Đây ngồi. Ngồi xuống đây. Anh cứ đi về đây. Về đây chơi để cho anh quen dần, không sợ đâu. Ngồi đây. Anh cứ ngồi xuống đây. Không sợ đâu. Anh không sợ đâu. Đây này, anh hiền mà. Anh nhát lắm. Tại vì là anh sống trong rừng ấy thì là anh ấy không được gặp người mấy. Hay là chỉ quen em thôi. Quen em nên là hay giúp đỡ em ấy. Thì nên là anh ít gặp, nên là gặp anh như thế là lạ. Nên là anh cứ yên tâm. Anh yên tâm là ở lại đây không phải lo. Anh cũng thế, anh đến là để cảm ơn thôi. Anh nhỉ? Anh sao lại lên cái nông nỗi như này? Anh ấy thì là anh ấy ở trong rừng lâu lắm rồi. Thế đâm ra là những anh vẫn. Thì em thì lúc hoạn nạn gặp thì từ đó là anh cứ giúp đỡ. Anh trước anh sợ em lắm, sợ như kiểu sợ anh bây giờ ấy. Thế nhưng mà quá trình lâu thì anh em gặp nhau, sau đó là anh ấy biết ấy, thì anh cũng không sợ nữa. Hôm nay gặp anh đầu tiên thì anh sợ. Hôm nay thì hai vợ chồng mình cũng đã bàn nhà đấy. Thì mình sang đây mình có lời cảm ơn anh. Thì vợ chồng em sang đây là cảm ơn anh. Thời gian chồng em đi vắng thì là lúc em ốm. Em ốm thì anh cũng giúp đỡ em đi lên rừng lấy thuốc. Về sát thuốc cho em uống thì em cũng khỏi, em rất là cảm ơn anh. Trong thời gian tôi đi vắng, tôi làm ở công ty. Thế thì vợ tôi có xảy ra một cái số cái vấn đề. Thế thì trong quá trình là vợ tôi nó cũng bị ốm. Thế thấy qua quá trình nó cũng nói chuyện thì hôm nay vợ chồng tôi xin sang gọi là cảm ơn anh. Thì vợ chồng tôi hôm nay là về ở với nhau. Thế xong là tôi để lại cái nhà này lại để lại cho anh ở. Cái nhà này thì là bây giờ là anh nhá. Ở. Xong thương thảo vợ chồng tôi sang thăm anh. Anh nhá. Nhà này thì bây giờ anh ở nhá. Anh ở thì vợ chồng em thì thư thoảng sẽ vẫn sang là thăm anh. Thì là anh cứ ở đây cũng không lo gì đâu. Thì chỗ ở nào thì ở vẫn thế. Nhá. Thế thì tôi nói là tôi xin chân thành cảm ơn anh. Thế mình ôm nhau cái nhỉ. Cố gắng nhỉ nhá. Cho em lấy mấy chạm lên để cho anh nấu ăn. Anh ơi, có gạo rồi thì bây giờ em không ở đây nữa. Thì anh cắt tự nấu ăn nhá. Anh vẫn phải nấu ăn cho no bụng. Thôi nhá, từ nay là anh em mình là bạn tốt của nhau nhá. Bây giờ làm bạn. À, xin ôm nhau cái nào. Nhá, cố gắng là trong thời gian vợ tôi nó không ở đây. Thế thì anh cố gắng anh làm sao anh cố gắng nấu ăn cho nó bụng nhá. Đấy, thì giờ anh em mình là một cái bạn tốt với nhau nhá. Xin chân thành cảm ơn anh. Vợ chồng tôi xin phép, xong là tôi về nhá. Hôm nào là vợ chồng tôi lại sang thăm anh. Nhá. Đi, phải đi em ơi. Chào nhá. Anh này thì phải nói là anh hiền, hiền cũng là anh người tốt đấy, tốt tính mà, tốt tính mà. Nhìn cũng hiền lành mà, không biết là nông nỗi sao. Anh ơi, hay là em đi chợ mua ít thức ăn luôn rồi để nấu cơm. Ừ, thế em đi mua thức ăn nhé. Em đi mua luôn thức ăn về nấu nữa, ăn nó gì? Thế ăn gì anh thử. Thôi thì cứ đi ra xem có gì thì mua đi ăn vậy. Có tiền chưa? Tiền. Ít. Nhìn điệu này là không có tiền. Không có đồng tiền lẻ. Thôi anh phát ra một tí. Chắc nhìn điệu này là không có tiền. Em cầm đúng ít nhá, để anh đi chợ nhá. Nhiều thế. Thôi, cho em ít thôi.
cầm lên. Em về em nấu cơm anh chờ. Thế về nấu cơm nhá. Dạ. Nhiệm vụ phải nấu cơm xong. Hôm nay nóng quá nhỉ? Nóng gì? Nóng quá. Chú đi đâu? Chú đi có việc mà đi qua đây mà. Chú nhà ở đâu đấy? Chú ở với cái làng Trần bên kia. Cách đây chắc là tầm 3 cây mà quả đồi bên kia. Lật xe má cái má bên kia đấy. Chú qua đây có gì việc đấy? Đâu chú đi sang bên cái bên kia có việc. Bây giờ là chú đi về thì đi qua đây. Để cho cháu đang cất nhà này, chú vào chơi đi thôi. Vâng. Sao này, nhà mình có cái giường như chưa, sao bỏ đi? Cái này mình bỏ. Dùng được thì sao bỏ đi? Chú dùng cái này bỏ đi. Chú xem đi nhé. Còn chú xem là dùng được thì chú lấy. Cái này bị mọt mất phần này nhỉ? Cái này dùng được mà, nhưng mà cháu không dùng đến, cháu bỏ đi. Chú lấy cho chú. Thế cho chú xin nhá. Rồi cho chú. Cháu có cái giường mới, cháu bỏ đi, chú cứ lấy về dùng. Chú cảm ơn nhá. Cái gỗ này vẫn ấy mà. Vẫn dùng tốt mà. Cũng này đẹp đấy, vẫn được, nhưng nó hơi mọt tí thôi, vẫn được. Ôi, chú vừa ấy nhá. Quá chưa có giường nằm. Chú vừa mua cái nhà này xong. Đấy là may là cháu lại cho cái giường này. Đi vào nước đi, vào đây. Vào đây.
Nhà chú nó bề vô quá, chú mới mua cái nhà này nên là chưa sửa sang gì cả, chưa có giường nằm, tất cả là ghế thì có. Chú mua cái nhà này đâu chưa? Chú mới mua được thời gian thôi mà, mới được mấy hôm nay mà. À, chú mua cái nhà này ta đâu? Chú cũng mua được để rẻ mà người ta, chú mới đi làm về là công ty về, thế là người ta bán rẻ cho, ông cũng không được sử dụng ghế, bán cho 3 triệu thôi. Chú mua cái nhà này đất có dùng không ạ? Chú mua cái đất này cũng được mấy nghìn mét vuông ấy. Vâng. Cháu nó đi cũng tặng nó đi. Vâng. Ừ, xin. Ừ. Cô đi đâu rồi? Chú với lại cô vừa đấy đi thăm một người bạn xong là về thì là cô đi mua thức ăn nhưng chú đi về trước. Lấy nhà tầng vàng may cho cháu bỏ cái giường đi qua đi gặp cháu cho cháu cái giường để dùng đi. Cháu bỏ đi chú cứ lấy mà dùng. Cháu xin phép cháu về. Chú cảm ơn nhé. Nhé, cảm ơn nhé. Xin chào đạo, cảm ơn nhé. Ừ, đây ạ. Anh về đây. Họ cho trên giường. Trên giường mua cho. Hả? Mua. Mua. Cho mà. Cho. Anh cho. Trên giường nó còn tốt rồi, nó cho nhà giàu à. Tốt. Mua luôn. Này có đủ tốt rồi. Em mua cái gì đây? Mua rồi.
Đúng rồi. Em ăn đi làm. Đi làm để thôi, để anh đánh đóng đóng chốt cửa. Thank you.
cậu này làm cùng vợ tận hoàng lâu lắm không tạm. Công ty thì bà anh ăn cơm công ty người ta nuôi. Công ty nuôi ăn cứ ấy đâu ngày ba bữa thôi, đồng lắm. Thế ngủ là ngủ trong công ty hay mình phải thuê? Ngủ ở trong công ty. Qua về mặt cho ngoại điền về thì cho ngoại một bánh thì lúc về thì em cho ngoại một tí tiền cho chắc là tầm khoảng vài đồng. Thế bà có hỏi nhanh không? Bà cũng hỏi.
Bà chắc vẫn ghét thằng con rẻ lắm nhỉ? Tóm lại bà không anh thì từ ngày xưa rồi, không muốn cho lấy đâu. Giờ mình cứ cố tình mình lấy như thế thì trong ngoài thì không mấy đâu, không thể hiện gì, nhưng mà bên trong chắc là không thích. Thế về ngoài không được? Thế bà thì các bác trả lại nhà, có mỗi cô hàng xóm, cô đi chơi nhưng bà đã buồn. Bà ấy khỏe? Bà khỏe, bà chỉ biết buồn buồn. Ngày xưa tán con gái bà bằng được thì lấy bằng được, bà bực lắm. Bà thì là cũng ngay từ lâu rồi. Tại vì nói thì nói, trước anh cũng đã có vợ rồi. Bây giờ đấy em vợ hai thì đương nhiên bà cũng thích con gái bà thì lại ngon. Xong rồi cầm theo anh lại chơi bời một tí đúng không? Đấy, anh chơi bời, anh với tại anh cũng chơi bời nữa. Cửa bà thì nhiều quá. Hôm nay thì là về thăm bà của anh. Thì thôi cứ đi lại thăm bà cái gì đâu. À. Gì? Không nhiều xe máy lắm, có mấy gái liền cơ. Mấy cái liền? Mấy gái đấy. Có làm nhiều lắm liền. Không biết. Có mấy chiếc xe liền đấy. Có một cái xe in đấy. Cái xe đấy mà mượn được tốt anh em. Về hai vợ chồng làm ăn tốt đấy. Hai làm vợ và chồng mình về mượn mặt cái. Nếu mà bác không mượn thì mình mua một cái. Được đi được rồi, được rồi. Đấy à, thế mình làm đấy nhá. Nhưng mà bây giờ nếu về bác ấy không mượn thì sao? Thì mình cứ về ạ. Cứ về sau nào là kiểu gì được. Mình nhá. Được thì thế, còn nếu không được thì về. Thì về thôi, sao được, coi như vẫn đi thăm ngoại thôi. Thì nó về nha, anh nha. Đừng có bà nói lung tung đấy. Bà đã không thích con rể rồi, nhưng mà nói mà bà phải đi chết đấy. Được rồi, không phải lo, yên tâm. Nó không biết đường, có gì đâu. Ngày xưa bà không quý, thì bây giờ mình không chơi bời mấy thì bà vẫn quý sao? Thế có cần phải mua cái gì cho bà? Thôi, em hôm trước đã về rồi. Em đã mua bánh cho bà tiền rồi, hôm nay về không không? Chẳng lẽ là con rể về cho chị à? Về linh mẹ vợ một tí. Cái này về thì nêu bà là đòi con gái bà sao? Thì đây là con rể đó. Con rể thì bây giờ con rể biết làm là con rể là cái cách để làm nào? Về bà giữ luôn rồi đấy. Không cho về, thế anh ở mình thôi. Bây giờ không lo đấy nhỉ. Phát là về mà bà giữ con gái ở lại, bà cũng vẫn ghét mình thì mũi mặt không biết làm thế nào đấy. Bà mà đòi con gái thì em về ở với bà thật đấy. Anh tự đi mà ở thôi. Không biết định mẹ vợ đi kệ thôi. Tại mình. Bà đòi con gái, anh không biết chơi anh ở. Kệ. Lên nó đi đấy. Lên kệ thì cứ ở anh bà, xong rồi bà không cho vào nhà thì cứ nằm hè này. Chẳng đi đâu đi đâu, bà vẫn cứ còn làm xong quan à. Dọn thôi, dọn thôi cho anh nó ăn tốt thôi. Không phải nữa đi, ngày xưa trẻ có tí tiền thì chơi bời. Chơi hết có tiền đâu, cứ đấy bà nhìn thấy bà mới ghét cho. Thì ai chả trải qua cái thời tính đi một tí, người ta cũng phải chơi vào một tí không. Tật nọ tật kia làm gì, ai mà chọn vẹn mãi hết được. Khi mà mình chơi mình có mình có điểm dân mà. Là để cho bà nhìn thấy thế nên bà khiếp. Chả sợ bà khiếp con bà khổ. Đấy nhá, đấy cũng là bài học đấy. Giờ có tuổi rồi, thôi anh đừng có chơi bời gì nữa. Chơi đã thấy rồi, khoảng bao nhiêu năm nay như thế. Cái làm thằng đàn ông thì không chứng đo thật kia, nhưng làm sao thằng nào chọn ghét hết. Lại còn nói chuyện có tật nữa. Thế thì chỉ nhé, chúng tôi có tật ạ. Anh nhá, giỏi rồi. Cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Chà, có cái gì em với anh cũng biết cả. Biết gì cũng biết, lấy đâu cũng biết. Em cứ đo suy đoán lung tung. Chả thế à. Đứa thì thường cứ thứ cái gì hay đoán mò. Chả lung tung. Không phải đoán mò, để anh xem. Lấy nhau bao nhiêu năm rồi, để anh đi làm sao, có anh biết đấy. Tiền năm nhà mình có giàu có hay đâu. Không có, nhưng mà thôi thì do lại anh mà giàu thì nói chuyện gì. Anh phải có xã hội, có người nói kia. Cái tiền mình phải chết góp vào rồi, còn làm ăn lâu dài. Giờ mà về bác ấy là không đồng ý cho mượn lại bán được thì mà không thể gì cả là thì cứ phải bàn bán nhiều lắm rồi em qua thì đi mới biết được chứ bây giờ không đi cứ bàn cho đấy đó. Vớ vẩn hôm nay bà còn chưa đã con rể và thịt gà mà.
À, chào bác nhá. Chào chú, cũng về chưa? Vâng. Bác đang làm gì đấy? Đang cả ngô mà. À, ngô thì nay cũng nhiều ngô nhỉ. Ngô đẹp nhỉ. Chú ơi, cái này chơi à? Chưa chưa phải à? Chưa, cái này mới tẽ xong à? Ngô bác là nhiều nhỉ? Này, này được mấy tạ đấy, nó còn đấy là nó còn những này. Cái này làm sạch đi. Cái này vẫn còn bụi bẩn lắm nhỉ. Cái này tuốt một ngày không chị? Tuốt đến đấy. Thế à, vẫn còn râu ria đấy. Hôm nay trời mưa, chú Thím không làm gì về thăm bà. Vâng, hôm nay trời mưa chả làm gì mà thế à? Bà chơi thăm các bác. Bà khỏe không bà? Vợ chồng con nay trời mưa. Thế là con làm gì chứ, bảo là về thăm bà. Vợ chồng con không làm gì à? Hôm nay trời mưa mẹ. Hôm nay trời mưa, chồng con về đây là chưa hết con phải đi ăn cơm nhá. Ờ, chưa hết cơm bà nhá. Vâng. Bà cũng khỏe chứ bà nhỉ? Vâng. Ta giả vẫn còn mấy. Lâu lâu một con không về thăm bà. Vâng. Mấy năm rồi. Anh như là mấy năm rồi, lâu lắm rồi, hai vợ chồng mày đi có bị mưa không? Cũng bị ướt một tí bà. Ướt một tí thôi, ra chứ không tốt kìa. Vâng, vâng. Thế bà ra đây nước. Vâng. Làm nước đi bà ơi. Anh giờ làm gì chưa? Hay là vẫn đeo nóng như ngày xưa đấy? Dạ bây giờ con cũng lanh quanh ở nhà đấy bà. Bây giờ mình chơi bà ít rồi bà. Vâng. Anh cũng khó làm ăn rồi bà. Đỡ hơn ngày xưa. Khó làm ăn thì bà mừng. Như dạo này thì cũng chịu khó làm ăn rồi mẹ. Vâng, cũng đỡ hơn. Trước thì anh cũng có chơi bời cờ bạc thì con biết là mẹ cũng không ưng, mẹ không ưa. Mẹ cũng cấm cũng cho lấy. Nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ nhiều. Vâng. Vâng, uống nước đi nhá. Vâng. Bác làm mô vẻ vất vả nhỉ. Chú dạo này thế nào, có khỏe không? Đi làm cái gì? Em dạo này sức khỏe nó cũng nhàn nhàn mà. Vậy em vì là em cũng vừa đi làm công ty về thì nó cũng về nhà, nó cũng chưa có việc gì làm. À, đưa đi. Thế chào cô chú, cô chú đến chơi à? Ai ở trên nào lớn đấy? À, trên nào ở đây? Trên nào? Ôi giời, lớn thế. Anh nhân lớn thế nhỉ? Cháu năm nay lớp 7 đấy, các bạn ạ. Cô chú về lâu chưa? Trưa nay cô chú ở đây ăn cơm với cháu nhé. Thế có món gì đãi nào? Có bổ gà không? Có. Thật đâu? Thật. Ăn đây chú thế nào? Đó chú lớn ghê nhỉ? Đẹp trai phết đấy. Thế dạo này thì hình học tập nào? Có được không? Có. À, đó. Đó chú đẹp trai phết đấy chứ. Có nhiều chưa? Chưa. Thế dạo này con đi câu kẹo không? Có, thỉnh thoảng đi thôi chú. Thế hôm nào cho chú đi cùng nhé? Vâng, chỉ sợ chú không có thời gian thôi. Thế chứ cháu chú ở nhà không ăn không? Ôi giời, cháu chú dạo này nghịch lắm, đi câu kẹo các kiểu, đánh bóng chơi lắm, nghịch lắm. Thế thanh niên phải nghịch tí chứ đúng không? Ôi giời, nó nghịch một tí thì có sao đâu. Chú đây còn nghịch còn cờ bạc rượu chè này, linh tinh này, cô cháu còn phát chán chú. Lâu lắm rồi cô chú vui vẻ thì trưa nay ở đây ăn cơm với vợ tôi nhá. Vâng, hôm nay trời mưa chồng anh chẳng làm gì thì cũng xác định là về ngoại chơi chơi cả ngày nữa. Thì chưa ăn cơm ở đây. Trưa nay chú ở đây ăn cơm đi. Chiều cháu dẫn chú đi câu nhé. Câu nhưng mà có sắm cần chưa? Rồi. Cần chú câu đủ gì? Ừ, chú chỉ việc câu thôi. Anh Nhiên rất đẹp trai. Thanh Nhiên lại đến đây. Anh đi có nhà thì lâu lâu không lên thăm bà nữa. Xem nhà. Xem nhà thì có gì thay đổi không? Chú dạo này có làm được không? Vân Thành hả chị ạ?
tóm lại là đỡ hơn một tí so với ngày xưa, và cái chữ bờ nó còn tạm hơn một chút thôi. Mà sao đây? Chuyên đi chỗ khác rồi, còn chỗ khác chưa khác. Mệt mỏi. Thế á? Vâng, chị bảo rất nghe. Quanh năm ngày tháng đi làm công ty chị ạ, làm công ty không cũng không quan tâm gì em mấy. Thằng chồng mày đâu này thế nào? Dạ, nó có quan tâm đến mày không? Anh ấy mày không phải lo đâu ạ. Thằng này nó vẫn nêu đóng như ngày xưa gì, chả được đòn gì đâu. Thế mẹ ơi, bây giờ lấy nhau mấy năm rồi rồi. Bây giờ cái tính như nào ngày xưa thì mẹ biết rồi. Bây giờ thì con cũng đang cố gắng. Vâng, bây giờ không biết làm nào được. Thôi, nếu mà nó như ngày xưa ấy thì thôi xin bỏ đi. Còn cái lại không có nữa. Khó lắm chị ạ. Em xin rất là nhiều. Bây giờ ở từ mấy năm rồi. Bây giờ nó bỏ thì mình cũng phải xin đi thế nào. Một khách hay để cũng khó lắm. Thôi, nó đều nổi quá thì mày về đây. Xong bà cho mảnh đất thì mẹ con ở nhà. Thế con tí đất như vậy bà bảo cho cô ấy thì con cháu con ở đâu? Bà cứ bảo là cho như vậy, mai kia cháu nó lớn lên, thằng Vinh đầu tiên nó lớn lên nó ở chỗ nào? Bà có tí đất bà cứ bảo là nay cho cô ấy, mai cho cô ấy, thế chúng con ở chỗ nào? Cháu làm gì đây? Dạ, cháu đang xếp nghỉ chơi. Dạ, xếp chùa lót à? Vâng. Đến ngày xưa chú nghịch này mà. Ai dạy nghỉ cái này? Dạ, cháu tự nghỉ chơi. Các chùa làm à? Vâng. Không ai dạy à? Không. Thế đi, xếp vào. Cào phết rồi nhỉ? Vâng.
trước đi, xem mít có chín không? Có. Đi xem đi. Đi xem mít. Cái đấy đất của tao chứ, cho ai không là quyền của tao chứ, cho ai là quyền của tao chứ hả? Sao giờ mày còn chen vào? Nhưng mà cô là con gái, thế cô đi lấy chồng là hết rồi, còn đâu nữa mà cô lại đòi. Mẹ mày nói thế thôi mà chị đã nhảy xuống sồn rồi. Em đã lấy đâu mà chị là chị cứ nói thế cho cô biết chứ còn được lòng trước còn hơn mất lòng sau. Nhưng mà chị là con dâu, em là con gái, hai em cùng là con. Bây giờ mẹ cho ai thì đấy là quyền của mẹ. Tôi là phụ dâu, cô là con gái thôi. Nhưng mà cô đi lấy chồng là hết rồi. Đất cát là quyền của tao nhá. Hôm nào mày về tao cứ chia cho mày ấy. Bà nói thế mà được à? Con về đây lấy anh hàng chục năm nay rồi. Thế đất đai này nọ con nộp thuế nộp má. Cô có về đây nộp đâu. Cái việc nộp thuế má thì đấy à, em không biết. Còn là chị sản xuất, chị phải nộp. Em đang biết mẹ cho thì em cứ lấy. Cô nói thế mà nghe được à? Mày là con dâu, nó là con gái, ruộng đất phải chia đều. Nhưng mà con gái qua ai mà đi lấy chồng này về đây ở không? Chả có nhà nào nó như thế đâu bà. Có tí đất bán mà ông bảo là chia chác với lại bán. Cô về đây mà đòi đất à? Thôi, đất cát thằng cứ biết thế. Xong mày đến bữa rồi, đi vào nấu cơm ăn. Con này con không nghĩ gì đâu mẹ. Thì mẹ sắp xếp nào thì như vậy thôi ạ. Thôi mày đứng lên nấu cơm ăn, còn cái việc ấy để tao khắc nọ. Vâng, con đi cùng bác đi nấu cơm. Chị nấu cơm chị? Chị đang nấu cơm. Em thái rau gì nhá? Rau ở vườn đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lô. Bao nhiêu trứng chị? Mấy quả trứng ấy? 5. Làm nhá, xong còn mấy món nữa vâng, chín sẵn ạ. Thank you.
Cháu qua đâu chín cả. Cháu chào đi. Ồ, chờ lắm, cháu không muốn chiều. Chắc là đầy sâu đúng không? Vâng. Trời mưa. Thế thôi đi vào đi. Vâng. Cơm. Anh ơi, ăn cơm đi, thôi đi nữa. Chín chưa? Chín rồi. Chín đi. Cơm mày bán rồi đi. Cơm đi. Cơm đi cháu. Cơm đi. Có cháy nhỉ? Cơm bếp củi. À, mời cơm nhá. Mời cơm đi. Cơm. Cơm. Cả ngon hết. Ăn đi bà. À, mời bà. Cả giòn rồi. Càng ngon rồi đấy. Vâng. Ngon lắm này, được bè cơm, mấy năm rồi. Gà nhà đẻ. À. Ngon. Ngon nhỉ, trứng gà ta còn hương. Ừ. Chuyên ra bà đứng gấp để chú cho mà để chú vượt chiếu cơm no chưa? Cháu ăn no rồi. Biết thế.
cơm nó quá. Bác còn làm xe hết. Ờ, bác hai ba cái mà. Cô chú có xe không? Có xe đâu. Thế này em là cũng không có xe à? Vậy thì lấy cái mà đi. Cho mượn đấy. Cho mượn cái nhá. Cho mượn cái xe đi nhá. Em xem nhá. Dạ. Yeah. Chào chị đi. Cảm ơn thật đấy. Mày hai ba cái xe mày đi hết, mày cho nó cái tàu thì mượn mỗi gì. Con nhiều thật ý, nhưng mà mai kia con cái thì con nó lớn nó đi. Còn con chỉ cho cô chú mượn thôi. Cái đông bảo mày cho nó chết. Mẹ cứ cho cô chú một cái. Không, mẹ chỉ cho mượn thôi. Cái này kia nó hơi rách tí rồi. Sao đâu. Cái này á, sẽ nó, chả sao. Nó đi được. Tốt, máy móc nó tốt là được. Tốt. Cái này hơi xấu tí, chả sao. Còn hơn mình thì bó. Này lốp lá cũng ngon mà. Chiếc cũng ngon. Đi được không? Được. Hả? Ừ. Anh đi được rồi nhưng mà em chắc là được. Không đi được. Cũng mấy đấy. Sao nó cao quá. Hơi chênh lệch một tí nhưng mà chắc là không quen là được. Còn đi đi buôn chả. Lên dưới nào. Bán cho em đi. Không, bác không bán đâu. Là nhiều xe thật nhưng mà để cho các cháu mai khi nó lớn nó đi. Còn là cho cô chú mượn thôi. Em thì cũng chẳng có xe để lại cho em được sao. Không. À ơi. Ừ. Ok. Đây là con đi các bà con đi về đây. Ờ. Thế là hai cho con đi về đây. Về lúc nào đi chơi nhá. Vâng, con đi về đây. Ừ. Em về đây. Mượn xe con nhá. Ừ. Có thời gian mẹ đi chơi. Ừ. Con đi về đây nhá. Ờ. Dưới này thơm mới chín rồi. Ngon này. Mình bóc thử. Chín rồi.
Cái này giữa mùa nhỉ? Đúng mùa đấy. Giữa mùa nhỉ? Chín đầy. À. Mà này hay. Nắm gai lắm. Dứa mà dặn cô ra nè. Nước quả đi chín. Em bỏ cái quả. Bỏ nước vào vui.
quá. Thế trời nóng. Em để đây nhá, để anh đi nhặt nhá. Cầm luôn. Đi. Nóng quá.
Mệt
Lợi ạ, được chứ là 5, 6, 7, 8 chỗ này còn 8, 9 nghìn, đấy là mình còn mua thức ăn này đấy. Được, thì như thế được rồi. Chắc được khoảng hơn trăm đúng không? À, được, bóng một tí rồi. Hả? Bóng một tí rồi. Hôm tí có cái góc dần để mình xua sắm sửa kinh dụng. Mày quá, cái món này à? Thế là anh ấy nhá, anh ấy đấy. Đón rồi, thì là em đi làm thế này. Bên này. Xong là, xong đây, chúng ta lấy cái đôi này. Mai cái mùa này nóng này, còn có cái xem đi đấy, không xem thì chết, lắm không bộ rồi. Chứng tỏ cái xe máy của bà Thoa vẫn là tốt đấy, nhỉ? Có còn hơn không đúng không nhỉ? Thế thì tốt rồi. Đấy. Mà may thế nào mà mắt trời bái cũng vẫn. Cái này mua nhiều thịt lắm từ này.
Thì ăn hơi nhiều tí, tí thì cố. Trời thì nóng. Xem là nắng. Ăn xong phải ăn tí mình lấy củi. Thế thì... Thế chứ anh đi hay là cả hai tuần? Cả hai tuần. Trời. 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 Anh nói à? Hôm qua thì con gái với lại con rể hôm qua về thì dẫn núi vào cái gì? Dẫn núi gì? Ừ. Hả? Em biết đẹp gì? Thì cứ hỏi thôi. Bà cũng nói cho mình bí mật. À bà bảo cái gì đấy? Bà bảo là bà muốn cho một thứ đất. Thế nhưng mà cũng hơi trục trặc kỹ thuật một tí. Thì bà lại có cho con gái với con rể nhiều không? Bà thì thực ra là bà ý đà bà muốn cho con gái, muốn là con gái phải ở gần. À. Thế nhưng mà bây giờ là còn bắt thò ấy. Chị thò thì kể chắc chị nó cũng đúng. Bây giờ con gái thì lấy chồng rồi, bây giờ bà muốn cho một tí nhưng mà bác ý là không muốn cho. Ừ. Tại vì mình có ở đấy đâu, mình đi với chồng rồi thì làm sao mà có phần đấy nữa. Nhưng mà nếu mà cho anh không là quyền của bà nữa. Quyền của bà nhưng mà mình là con gái. Dâu ba năm thế rồi, thôi bây giờ thì thế bà cho thế không? Cứ để xem tính nào, cho thì ai thích lấy, ai có ai thích lấy. Nhưng vấn đề bây giờ là mình cũng phải lựa. Tóm lại bây giờ con gái xuất thân là phu nhưng mà bây giờ quyền là cứ rất của bà ngày xưa, bây giờ bà con rồi bà làm dâu thì em là con gái mà. Bà nói thì bà nói là quyền của bà, thế mà thôi mình cứ thế anh cũng không nên tham gia vào, cứ để như thế để mấy hôm mình lại về mình thăm bà xem tình hình nào. Tôi chín rồi đây nhỉ? Chín rồi đấy. Để chín chưa? Tôi chín rồi, phải là chú em. Là chú ăn. Nào, xem cho anh này. Đến mức. Úi dồi. Lên đồ lấy thôi. Lên nào được. Tranh thủ lấy như chẳng có nhà có lấy mùa mấy mưa. Mưa ấy, sợ mưa. Cố gắng bước được một phát này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
No quá. Đang đói không ăn mà no quá. Nó chưa sụp tiếng đi. Mệt đâu? Còn leo đồi là đầy bụng. Lên đồi rồi. Sáng trên đồi có củ không nhỉ? Thì cứ đi lên kiểu gì chả có. Không nhiều ít. Thì thầy đi mò. Có người lấy củi về mình đun không là mấy đứa mà nó mưa cái chết là không có củi đun nữa. Lấy xong về cất năm mai mình còn có việc khác nữa, chẳng nhẽ lúc nào cũng củi nó được mà. Ừ. Ra gì đâu? Hiểu ra rồi. Đây nhiều củi rồi đấy. Bye bye, buddy.
chuẩn quá. Chẳng có việc thì làm đi. Lời mày thương lên. Em dạy chẳng có việc thì làm đi. Để tí nữa anh đi, khả năng anh đi sửa cái xe một tí. Xe đại hỏng à? Hỏng lắm đấy. Thì nếu nó mượn bác em khổng với cái đấy như thế này. Anh đi sửa lấy cái xe một tí. Không để này chả đi được. Lúc nó thay không có. Đi dở. Thế mà mình anh đi sửa nhé. Anh đi sửa khu nào? Chỉ biết tí để ra quán mình xem là có quán nào sửa thì sửa thôi. Hôm mình mượn cái xe của bác về là cái xe là hôm ấy cũng bị đứt cái dây phanh trước rồi, đi nó nguy hiểm, phanh pháo mình đi dốc trước cũng chả đi được, bây giờ phải sửa đó. Bây giờ mà không sửa thì cũng không đi gì đâu. Thế mà không sửa đâu, em không sửa đâu. Tiền cũng không có mấy đâu, bây giờ là chi tiêu mình để hẹp đấy. Mình đi sửa xe mà thừa mang về nhé. Ừ. Em đi ăn từ nào? Cái sửa thường mang về đấy, nhà mình tiền nông có đâu anh, đừng có mà chi tiêu phung phí. Sửa xe là sửa xe đấy. Tại sao đi chơi gì à? Chơi à? Tiền có. Xem đi. Xem đi sửa xe nhé. Ừ, gì? Nhìn lấy quả xe nó thì thank you.
chơi cơ. Qua đi nghỉ. Để nó cho. Bia này bán này này.
đây có việc thôi. Anh ơi, tôi đến để tôi hộ anh thôi. Tôi đến để tôi thăm anh xong tôi hộ anh thôi. Không sao, không ngay đâu. Đừng đánh tôi. Nhá. Không. Đừng đánh. Tôi đến để tôi thăm anh thôi. Không, đừng đánh nhá. Đừng đánh. Tôi đến để tôi thăm anh thôi. Nhá. Anh ơi, không. Hạ cái số, tôi đến thăm anh thôi. Không. Đừng đánh. Anh đang làm gì đây? Hạ cái số đi. Tôi thăm anh thôi. Anh làm gì đấy? Làm cái này được đấy. Được. Anh có khỏe không? Anh làm cái này được đấy. Cái này để chắn lúc gió. Có cần tôi giúp không? Đưa đây. Anh làm cái này được đấy. Cái này để chắn lúc là nó bị gió bão cái thứ. Cái này làm này tốt đấy. Anh làm cái này đẹp đấy. Được. Bây giờ này khỏe không? Nhìn điều này càng ngày càng đẹp trai ra này. Thế dạo này có biết ở chỗ nào có hoa quả hay không? Có hay đi rừng không? Làm cái này thì là lúc đó bị gió rồi thổi cơm một kiếp nó dễ. Gì đây? Tôi vẫn khỏe thôi. Nói chung là vợ tôi cũng ở nhà cũng vẫn khỏe. Cảm ơn anh nhá. Vợ chồng tôi vẫn làm ăn được. Từ nhà vừa rồi tôi vừa mua nhà. Đấy, tôi mua được cái xe máy kìa. Anh có xem tiếp đây đây. Vừa mua, ông bác cho mượn cái này. Đấy, mua được đất rồi. Đi hay lắm. Hôm nào tôi cho anh đi, anh đi thử nhá. Cho anh đi thử nhá. Ăn cơm á? Không, tôi không ăn đâu. Tí nữa tôi phải về đi đón vợ. Tôi lên đây là xem anh có việc gì tôi giúp anh thôi. Với hai thăm anh thôi, sức khỏe anh thôi. Không khác, anh em mình lại gặp nhau chứ. Bây giờ là nó kiểu cũng muộn rồi, tôi phải đi đón vợ ấy nhá. Còn việc gì làm không? Để tôi làm cho. Thế thì bây giờ này nha, tôi về tôi đi đón vợ nhá. Tôi chào anh nhá. Lần sau mình gặp nhau bắt tay nào. Nhá, chào, lần sau mình gặp nhau nhá.
Không có phanh không đi đâu. Cái thằng không? Sửa xe xong làm gì? Đi sửa xe xong cái xong rồi đi vào lanh quanh đi lượn lượn thế nào này, vào cái chỗ người rừng một tí. À, vào gặp người rừng à? Hộ tí. Làm gì đấy? Anh đi vào đấy là thấy ông ấy đang làm quây quây cái bếp ấy, xong là anh làm hộ lúc. Xong là đi đón em thôi. Trời nhiều sắp mưa, này nắng quá. Nóng. Chợ nhà có đông không? Chợ vẫn mọi lần.